Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Hôm nay là một video thuộc về series LED Gallery. Series này được trở lại bằng một chiếc đèn mới nhất và mạnh nhất mà 50mm Việt Nam đang được sử dụng, đó là chiếc Nanlite FS300B. Nanlite là một trong những thương hiệu đèn nổi bật trên thị trường trong những năm gần đây, với đa dạng các dòng đèn phục vụ cho nhiều loại nhu cầu từ những Forza, PowerTube và giờ là dòng FS, dòng đèn công suất cao nhưng có giá cả vô cùng cạnh tranh. Với chiếc đèn Nanlite FS300B, trong hộp sẽ đơn giản có một đèn, một chóa và dây điện, sẽ không có cục điều khiển như dòng Forza. Đây là cách đóng gói gọn nhẹ và phù hợp với những dòng đèn có giá thành cạnh tranh như là FS. Chất liệu vỏ ngoài của FS300B là bằng nhựa dày và có bề mặt phủ nhám. Ngay khi nhìn hoặc thậm chí cầm lên đều cho cảm thấy rất cứng cáp và không hề bị óp ẹp. Phần lưới tản nhiệt và gá lên đèn thì đều làm bằng kim loại, cho cảm giác an toàn cũng như rất chắc chắn. FS300B sử dụng ngàm Bowen. Đây là thiết kế ngàm thông dụng nhất trên thị trường. Vì vậy, rất dễ dàng lắp các lighting modifier mình đang có, cũng như việc tìm mua các modifier này cũng không khó khăn gì. Như cái tên của nó, FS300B thể hiện rằng công suất của nó lên tới 300W. Đây là chiếc đèn có công suất lớn nhất mà 50mm Việt Nam đã từng review. Và trong tên của nó có chữ B, tức là B-Color, nên nó có thể đổi màu theo độ K từ 2007 tới 6000 năm. Khá tiện dụng trong việc trộn cùng các đèn khác, cũng như cân màu với một số ánh sáng tự nhiên. Với thiết kế gọn nhẹ, đơn giản nên các thông số như công suất, nhiệt độ màu có thể điều chỉnh ngay ở phía sau đèn. Ngoài ra, nếu không muốn phải ra tận nơi để điều chỉnh, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh đèn thông qua app của Nanlite. Hãy cùng xem với công suất đèn và khả năng đổi màu thì bọn mình có thể làm gì với chiếc đèn này nhé. Bỏ qua phần làm sáng chính cho các set như là vlog hay review, mình hay demo với các đèn có công suất là 100 hay 200W. Với đèn 300W, mình sẽ thử một vài setup sáng khó hơn một chút, như kiểu cú giả nắng này vậy. Sau đó là một pha giả trăng này. Thank you.
Thông qua một vài thử nghiệm của 50mm Việt Nam và chiếc FS300B, mình cho rằng đây là một chiếc đèn phù hợp để các bạn đầu tư một cách nghiêm túc. Với công suất lên tới 300W, Nanlite FS300B có thể làm đèn chính với những setup sáng cần công suất tương đối cao, hoặc mix với các đèn có công suất cao hơn nữa của Nanlite như là Forza 500 để làm đèn phụ trong các cái setup phức tạp và đòi hỏi công suất rất cao. Nếu các bạn có hứng thú với đèn Nanlite FS300B, hãy ghé đường link ở phía dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.